quý, các đồng chí cùng toàn thể nhân dân về dự đêm giao lưu văn nghệ chúc mừng huyện Ứng Hòa về đích nông thôn mới và đón nhận huân chương lao động hạng nhì ngày hôm nay. Tắt cái mic kia thì bảo là tắt cái mic kia đi. Vâng. Khách cái bàn đó thì rất vinh dự cho ý nghĩa hôm nay được đồng hành với nam nữ diễn viên đến từ 6 làng văn hóa trong xã. Sau đây xin mời quý vị cùng hướng lên sân khấu để đón chào người dẫn chương trình thứ 1.